Dạ, chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị em mình ha. Thì chào mừng cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em. Dạ, thì hôm nay em cũng quay chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình cũng trước ha, trước thì cũng thông cảm cho em. Thì những cái video của em đó thì ra thì cũng hơi dội ha. Có những cái video thì em quay chia sẻ những cái lúc mà ví dụ như buổi sáng em tạo ra một cái video rồi em chia sẻ lên, tải lên chia sẻ cho cô chú anh chị mình, có nhiều cái đó cả nhà. Thì em làm cũng hơi dội thì nó cũng không có chỉnh sửa gì hết ha, không có chỉnh sửa. Thì cũng mong cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho em ha, thông cảm cho em. Thì cũng có nhiều cái lý do, thì công việc rồi có những cái clip mà em không có chỉnh sửa hoàn hảo đó, thì cô chú cũng thông cảm cho em. Thì đối với những cái cây mai của mình ha, hôm nay thì em chia sẻ một số vấn đề cây mai vào cái tháng này nha cả nhà. Bây giờ tháng bắt đầu vào tháng 10 này nè, thì những cây mai của mình thì cũng đã tạo nụ, và một số thì nó cũng không có tạo nụ, cũng có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do ha. Lý do thì có như về cây mai của mình á, nếu mà mình nuôi cái lượng đạm từ đầu thì mình tạo tưới lượng dưỡng, lượng đạm nó nhiều thì mình ngắt rễ, thì thời gian để nó tạo nụ, thì tại vì đi lượng đạm cả nhà, đi lượng đạm thì cây mình lúc nào cũng đi được và xanh lá đó. Thì cái lý do để cho cái cây của mình nó tạo nụ sớm thì thời điểm này cũng có nhiều anh em mình nó cái nụ nó chưa có lớn, là lý do là tại vì mình chăm sóc lúc đó là mình đi cái lượng đạm, cái lượng dưỡng nó không có đi lượng kali trong thời điểm mà tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó nha, đi rất là nhẹ, nên cái nụ mình trong thời gian này á nó không có được lớn và nó được đẹp. Thì cái tình trạng đó cũng có nhiều anh em hỏi em ha, hỏi em là lý do tại sao là cái cây nó vẫn còn đi được và cái nụ kim nó không chưa có cái nụ lớn đó, thì chưa có cái nụ lớn. Thì hiện tại bây giờ thì có thể là mình cũng hơi trễ nha cả nhà, hơi trễ cái nụ mình nó cũng có thể là bây giờ hiện tại bây giờ mình đi kali, nó như những cái clip trước em chia sẻ đó, mình đi tìm cái kali hoặc là mình đi lân để dằn lại cho cái cây của mình nó đứng được luôn đó. Rồi trường hợp thứ hai nữa ha, thì nếu mà chưa ấy thì cô chú anh chị mình có thể là mình bấm chặn đọt đó, nó bấm chặn đọt để cho cái cây của mình nó không có phượt, nó nuôi cái đọt sập cùng này nữa đó, cho nó đứng luôn, đứng đọt ra. Thì những cái nụ nếu mà nó làm vào cái tháng này đó cả nhà, nếu nụ vào tháng này thì trường hợp nó nở cây cuối cùng này nè, cái cây vào tháng 9 đó thì nó nở, nó không có được điều nha cả nhà. Thì nó nở thí dụ như cái cây cuối này nó nở khoảng 30-50% là cái nó nở, nó bung thôi, còn một số thì có thể là nó sẽ nín lại, tại vì số nụ này nó non á, nó non, nó chưa có đủ tuổi. Thì những cái nụ ở trong thì thường nó sẽ nở đều hơn và nó nở sớm hơn, nó bung trước hết ha. Đó, nên có thể là mình lại lá thì ở trong nó bung đồng loạt hơn, ở ngoài thì nó chỉ được từ 30-50%. Nếu mà mình xử lý trường hợp đó thì khi mình lại lá đó thì sẽ chia sẻ thêm cho chú anh chị mình. Có thể là trước khi mình lại lá khoảng 10 ngày đến tuần lễ đó, có thể mình trong cái cơ cuối cùng đó ha. Cái thời điểm đó là rất quan trọng ha, thời điểm đó rất quan trọng để mình trong những cái cơ cuối cùng. Ví dụ như cái cây này nè cả nhà, nếu mà nó cái dàn tược mình á, dàn tược mình mà nó đi những cái cơ cuối cùng này mà nó đi ngắn á, cái cây mai mình nó ngắn á, nó cực cười về, thì có thể là mình rong những cái lá ở ngoài cùng này nó nhiều hơn ha, rong nhiều cùng nhiều hơn.
thì rong lá thì vào cái tháng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 ha. Đầu tháng 12 mình sẽ rong. Nhưng anh em mà bắt có thể lãi sớm thì mình canh làm sao mình rong trước khoảng từ một tuần lễ tới 10 ngày. Đó. Mà bắt mình miền Trung ha, lãi sớm ở trong Nam thì mình sẽ giật rong. Như thí dụ như rong ngoài đây nó thưa chừa lại một vài lá vài lá thôi. Thì mình nó sẽ tiền với nhau, xen xen với nhau ha. Để cho cái cây mình nó đủ nắng và cái nụ mình nè. Nụ mình thì nó giật thì nó cũng ảnh hưởng nha. Ảnh hưởng thì có thể là tuần lễ đến 10 ngày là có thể nó bung nó đều hơn. Đó thì trong Nam mình hiện tại bây giờ mình chưa có rong như thế nha. Chưa có rong giật lá như vậy đâu. Đó, thì chỉ ở ngoài Bắc thì lại sớm. Thì sớm mình sẽ rong sớm hơn. Đó, để cho cái cây mình nó tác động ha, giật cái lá nó tác động cho những cái nụ đó nó phơi nắng nắng ra đều. Và khi mình lãi lá thì nó sẽ bung đồng loạt hơn. Tại vì khi mình lá mình nó còn nhiều quá đó, lá mình còn nhiều quá thì cái cây mình nó còn sung. Sung thì nó sẽ bung không đồng loạt đâu. Một số nó sẽ nín lại ha. Những cái nụ non thì ra nắng nó bị ép lại ha. Nó ép lại, ép những nụ non. Còn nụ già thì mình lãi ra thì nó sẽ bung liền luôn. Từ 5 đến 7 ngày nó đã bung vỏ trấu rồi. Đó nên cô chú anh chị mình xử lý để ý những cái cây nào mà nó còn rập nhiều trước khi lãi lá ha, từ 7 đến 10 ngày để mình xử lý cho cái cây mình nó cái nụ nó đều hơn, nó đủ nắng đều hơn, nó không có còn non nữa ha. Còn mình nếu không có rong lá nó rập đó, mình lãi lá ra thì nó sẽ bung không có đồng loạt ha. Rồi trường hợp vào cái tháng 10, tháng 11 này cả nhà. Tháng 10, tháng 11 này ha. Thì có một số cây nó sẽ rực lá. Tại vì thời điểm tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì thời điểm đó thì cái cây mình nó đang sung, nó chỉ cái nuôi tược thôi. Giờ tới vào cái tháng 10, tháng 11 này thời tiết thì có thể là lạnh và cái cây của mình nó cái lá nó đó. Cái lá nó vào tháng này thì nó một số nó rực lá ha. Rực lá nó vàng lá và nó già thì một số nó rớt lá. Thì cái tác động cũng do cái thời tiết rồi do cái mình tưới ha, mình tưới mình sơ ý đó cả nhà. Có thể là mình tháng mưa này mình nghĩ là nó đủ nước những cái cây mà lá nhiều đó nó đủ nước, mình không có tưới nó rồi nó mất nước một số, nó mất nước thì nó được lá nhiều là do một số nó cũng mất nước ha, mất nước trong thời gian mình sơ ý. Thí dụ mưa gió nhiều mình nghĩ là nó sẽ đủ nước nhưng thật chất thì cái cây mình nó thiếu nước ha. Tại do mưa thì nó cũng có nhưng mà cái là trời mát mát đó cả nhà, mình nghĩ cái bầu ở trên lúc nào nó cũng ướt hết là cái lượng nước nó đủ, nhưng thật chất thì những cái cây tàn lớn như vậy cái lượng mưa nó mưa không có đủ nước ở khúc dưới khúc giữa ha, giữa nó thiếu nước thì cái cây mình khi mình nắng lên thì nó được lá, nó vàng lá nhiều, nó rớt nhiều. Đó, thì được càng nhiều thì do cái lượng nước nó thiếu nước càng nhiều nên nó bị rớt lá ha. Còn một số trường hợp thì cái lá nó già thì nó rớt một vài lá vàng đó thì nó bình thường hết đó nha. Cái trường hợp đó thì không có sao. Còn nếu mà nó rớt nhiều quá là do mình không canh được cái lượng nước mình tưới ha. Và thứ hai nữa là có thể cô chú anh chị mình tưới sốc phân. Thì có những năm á, những năm trước đó vào cái tháng 8, tháng 9 đó cả nhà, tăng cái lượng phân, em tăng cái lượng phân, có thể nhiều anh em tăng lượng phân ra rất nhiều, mình tưới quá liều lượng thì có trường hợp là cái lá xanh nó rớt khoảng 3-50% luôn đó nha. Đó, 3-50% nó rớt lá như vậy tại vì đó là do sốc phân. Đó là trường hợp là lá già lá xanh nó rớt luôn là do sốc phân ha. Đó thì năm rồi thì cũng có một số trường hợp anh em hỏi em tại sao cái lá xanh nó cũng rớt, đó là do mình tưới phân ha, tưới phân cái lượng phân nó nhiều quá, nó sốc phân nên cái lá xanh nó vẫn rớt nha. Đó thì cũng nhiều lý do, nhiều trường hợp ha. Làm cái mai này thì nói chung là rất là đơn giản nha, nhưng mà chủ yếu mình chọn đúng cái thời điểm, nó cũng nhiều cái yếu tố để cái cây mình nó cái dàn nụ nó đẹp hơn.
cái lượng phân thì mình đi mình tưới. Nếu mình muốn xanh tốt thì nó rất là đơn giản. Nếu cây sung bình thường nhé nha, em nói trường hợp đây là cái cây nó sung khỏe, nó mình càng tưới dưỡng, càng đi lượng đạm thì cái cây mình lúc nào cũng xanh. Thì mình canh, mình xịt thuốc thì mình ngăn ngừa cái trường hợp đó thì không nói ha. Cứ 7 ngày 10 ngày mình xịt thuốc tưới phân thì mình tưới hoài thì nó đi tược hoài thôi. Nhưng mà mình canh để cho Tết, Tết mà có được cái dàn nụ nó đẹp, nó đẹp, nó nở đẹp, nó chuẩn thì cũng mình cái yếu tố là mình phải biết thời điểm ha, thời điểm mình đi phân và cái lượng phân nó thích hợp đó. Thì từ cái lượng phân, lượng nước để mình tưới, mình canh đó. Thì những cây tinh chậu này thì cái lượng nước thì nó rất quan trọng hơn ha, cái lượng nước nó quan trọng hơn. Nhiều khi mình canh nước nó mình tưới nó dư quá, dư hoài trong thời gian dài thì cái cây mình bộ rễ nó cũng không khỏe ha. Hoặc là thiếu nước cái thời gian dài thì cái cây mình nó cũng bị mất nước. Nên nhiều cái trường hợp anh em có xảy ra cái đó. Khi mình đi là công việc gì đó ha, công việc gì đó mình bỏ, mình không có chăm được một ngày mình ra hai ba lần thì mình sáng mình tưới đi, sáng tưới cho nhiều, thật nhiều nước để chiều về mình sợ nó bị mất nước. Nhưng mà mình tưới nhiều nước như vậy trong thời điểm dài tháng trời thì cái lượng nước nó lúc nào cũng dư. Thì ở dưới đa 1/3 cái chậu của mình ở dưới lúc nào nó cũng bị ẩm ướt ha, không được canh khô ráo. Cái cây mình ở lượng rễ nó ra thì ăn được ở trên, nó không ăn được xuống nha cả nhà. Nên thường ta nói nhất nước nhiều phần ha, nên cái lượng nước thì nó quan trọng, cũng chiếm khoảng 50%, 50% đối với cây mai của mình nha. Rồi trường hợp thì ví dụ những cái cây trên bồn thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị mình nếu mà phân không còn tưới nữa thì có thể mình sẽ bấm vào đời nhé nè. Mình chơi Tết á, cái lượng bông mà để chơi Tết trong trong chậu đó, trong bồn, xin lỗi nha, trong bồn thì những cái nụ như cây mình muốn chơi mà nó còn những cái tược non như vậy đó cô chú anh chị mình ha. Ra cây cuối cùng đây thì mình sẽ bấm vào trong đây luôn ha, bấm vào trong đây để cho nó nuôi cái dàn nụ trong này sẽ mau ha. Nếu cô chú anh chị mình để ý đi thì coi những cái cây của mình nó hiện tại bây giờ cái dàn cơ cuối cùng này mình thấy mình cái nụ nó không có được đẹp rồi, mình cứ cắt bỏ ha. Như vậy là mình để là không ngon nè, mình sẽ bấm vào trong đây, sát trong đây ha, chừa một mét lá này. Lá này cũng được ha, chừa một cái chèo này nè cả nhà, chừa bấm như vậy để cho nó nuôi ở trong đây nó sẽ mạnh hơn, mạnh hơn và cái nụ của nó lên sẽ mau hơn á. Cái này cây củ tân nha, cây này non mùa hết. Cây này thì em chưa chơi Tết em cứ để thả ha, thì có thể là cuối tháng này thì bấm cũng được ha, bấm lại để bấm cho trước khi lại lá khoảng nửa tháng đến 20 ngày nhé cả nhà, lại lá để nuôi năm sau đó mình sẽ bấm cho nó tròn đều lại luôn. Để bấm xong rồi nó nuôi cái dàn nụ ra ngoài ha. Ngoài thì không chơi Tết nhưng mà mình để mình lại lá nó sẽ thuộc đọt ra mạnh hơn. Cái củ tân này nó cũng được rồi nha, lớn này. Củ tân thì thường là cái nụ nó cũng không có bằng củ đức mình đâu, nó sẽ nhỏ nhỏ nhưng mà được cái thì khi mình lãi lá nó sẽ bung nó đồng lọt hơn nha, đồng lọt và bông nó cũng chùm hơn, chùm hơn ấy. Từ 5-7 bông, 5-7 bông và 4 bông trở lên nha các bạn. Cái này hôm trước em mua đó các nhà, mua thì em đã vũ xói đất ra hết ha, xử lý vào chậu này nó cũng đã đứng tược, nó làm nụ rồi. Cái này thì bộ rễ nha, nó ra ăn cũng khá là mạnh nha, cái bộ rễ nó ăn lên.
Cây này tầm khoảng 2,5 m, 2,6 m. Thế rồi thì hôm nay cũng quay cái video ngắn ha, ngắn chia sẻ cho cô chú anh chị mình, và mong cô chú anh chị mình thông cảm ha, thông cảm cho em. Nhiều khi những cái video ra giỏi quá thì có những cái không có chỉnh sửa đó cả nhà, không có chỉnh sửa thì nhiều có một số lỗi thì mong anh em mình thông cảm ha, thông cảm thì để chia sẻ những cái gì nó thực tế hơn, thực tế, và chia sẻ những cái kinh nghiệm của em để cho cô chú anh chị mình, nhiều anh em mới tập chơi ha. Còn nếu mà những anh em nào đã trong cái nghề thì xem qua cho nó vui, còn thấy những cái được kỹ nào hay, những cái thực tế nào hay thì anh em có thể áp dụng chia sẻ giao lưu với nhau nha cả nhà. Rồi thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn ha, cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ và đăng ký kênh trong thời gian qua rất là nhiều ha. Thì chúc cô chú anh chị mình làm được đạt một cái mai thật là đạt, để mình trực Tết cho nó thiệt là đẹp ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha, giờ mến chào ạ.